Cổ nhân dạy, sống khôn cần phải giấu kín bốn chuyện này. Lời dạy cổ nhân. Trong cuộc sống, không phải mọi điều đều nên được chia sẻ một cách công khai. Cổ nhân từng nhấn mạnh, nước sâu chảy lặng người khô nói ít. Lời dạy này không chỉ là một câu triết lý, mà còn là kim chỉ nam giúp chúng ta sống khôn ngoan, hiểu đời và tránh những rắc rối không đáng có. Người khôn ngoan hiểu rằng, sự kín đáo không chỉ là cách tự bảo vệ bản thân mà còn là một nghệ thuật sống, giúp ta giữ gìn sự bình an và tạo dựng mối quan hệ bền vững. Vậy những điều gì cần được giữ kín để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn? Trong video hôm nay, hãy cùng lời dạy cổ nhân khám phá những bài học sâu sắc từ người xưa, giúp bạn hiểu vì sao sự im lặng đôi khi là sức mạnh lớn nhất trong hành trình trưởng thành. 1. Giấu kỹ chuyện tiền bạc và tài chính. Trong cuộc sống, cổ nhân thường nhắc nhở, họa từ miệng mà ra, phúc do tâm mà đến. Một trong những bài học sâu sắc đó là không nên phô trương hay tiết lộ quá nhiều về tiền bạc và tài chính cá nhân. Đây là vấn đề nhạy cảm, và việc không khéo léo trong cách giữ kín thông tin có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao nhiêu là chuyện riêng của bản thân và gia đình. Không có lý do gì để chia sẻ chi tiết với bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí cả họ hàng. Thực tế, ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng, sự minh bạch tài chính chỉ nên tồn tại ở mức độ đủ để củng cố niềm tin và trách nhiệm chung, nhưng vẫn cần giữ sự độc lập. Nếu bạn đang gặp khó khăn, liệu có bao nhiêu người sẵn lòng giúp đỡ thật tâm? Hay chỉ đơn thuần là lời nói mỉa mai, nhưng ánh nhìn xem thường? Ngược lại, khi bạn có nhiều tiền, những rắc rối cũng không hề ít đi. Có thể bạn bè hay người thân sẽ bắt đầu vay mượn, thậm chí tìm cách lợi dụng lòng tốt. Nếu từ chối, bạn sẽ bị mang tiếng nhỏ nhen, ích kỷ. Còn nếu đồng ý, số tiền đó đôi khi không bao giờ quay lại. Một câu chuyện thực tế đã từng được ghi lại trong sách nói minh triết kể về một chàng trai trẻ trong làng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, anh đã kiếm được một số tiền đáng kể. Nhưng vì thích khoe khoang, anh luôn công khai số tiền mình có với họ hàng, láng giềng. Kết quả, người thân liên tục tìm đến anh để vay tiền, từ việc cần thiết đến những chuyện vụn vặt. Khi anh từ chối, họ trách anh ích kỷ. Khi đồng ý, khoản nợ nhiều khi trở thành gánh nặng không lời hồi đáp. Một ngày nọ, ông nội của anh đã dạy, sống ở đời, sự giàu có phải biết giấu kín, vì lòng người khó đoán. Từ đó, anh nhận ra sai lầm và thay đổi cách sống của mình. Lời khuyên sâu sắc từ cổ nhân, đừng chia sẻ chuyện tiền bạc quá mức. Cuộc sống ngày nay có không ít người rơi vào những tình huống dở khóc dở cười chỉ vì để lộ quá nhiều thông tin tài chính cá nhân. Một người bạn biết bạn giàu có sẽ dễ dàng hỏi vay tiền. Nhưng nếu không trả đúng hạn, họ không chỉ khiến bạn tổn thất về vật chất mà còn làm tổn thương tình cảm. Ngược lại, khi bạn gặp khó khăn, có thể một số người lại coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng. Cổ nhân dạy, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Trong mọi mối quan hệ, dù là bạn bè hay người thân, việc rõ ràng về tài chính không chỉ giữ được lòng tự trọng mà còn bảo vệ sự bền vững của tình cảm. Hãy nhớ rằng tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng tình cảm thật sự thì không. Đừng để một mối quan hệ vốn đẹp đẽ trở nên sứt mẻ chỉ vì vài đồng tiền. Triết gia Khổng Tử từng nói, người khôn biết giữ gìn mối quan hệ, không lấy tiền bạc làm thước đo giá trị. Trong mọi mối quan hệ, hãy luôn thận trọng. Đôi khi, sự im lặng và kín đáo không chỉ giúp bạn giữ được tiền bạc, mà còn bảo vệ được những điều quý giá hơn, niềm tin và sự tôn trọng. Sống khôn là biết cân nhắc, giữ kín những chuyện cần thiết, bởi lời đã nói ra như bát nước hắt đi. Đừng để sự vô ý phá vỡ những điều tốt đẹp mà bạn đã xây dựng. Tư Mã Thiên của nhà Tây Hán đã nói trong Sử Ký, người giàu ngàn vàng không khoe ở chợ. Đây không phải là lời nói suông. Từ xa xưa, của cải đã làm thay đổi, lay động lòng người. Đứng trước sự cám dỗ của của cải và danh lợi, lòng tốt thuở ban đầu của con người từ lâu đã bị ném ra khỏi bầu trời. Những người thực sự tỉnh táo biết rằng, tiết lộ quá nhiều tài sản thường sẽ mang lại những rắc rối không cần thiết cho bản thân. Vào thời Càn Long của nhà Thanh, có một người đàn ông giàu có tên là Mã Thổ Phúc. Người này có rất nhiều đất đai và một đàn la cùng ngựa. Trong vụ thu hoạch mùa thu năm nay, gia đình Mã được mùa bội thu và ông tràn đầy tham vọng để cho người khác biết sự giàu có của mình. Ông ấy đã tạo ra việc buộc chuông vào la và ngựa. Khi la và ngựa kéo xe đi, tiếng chuông âm âm vang xa.
Quả nhiên, tiếng chuông đã thu hút rất nhiều người. Mã Thổ Phúc ra lệnh rằng ai đến xem ngựa, xem lạ thì sẽ được phát một cái bát cháo và một ít bánh bao. Vì nhà có của ăn của để, họ không quan tâm đến vài bữa ăn. Vào ngày thứ năm, một số quan chức bất ngờ xuất hiện và bắt giữ Mã Thổ Phúc với tội danh huy động quần chúng làm loạn. Khi ông ta sắp bị xử, quan huyện đột nhiên xuất hiện và nói với Mã Thổ Phúc rằng sau khi điều tra, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, vụ án vẫn còn có chỗ để phục hồi. Nhưng phải có điều gì đó cho quan huyện. Hóa ra, Hoàng đế Càn Long đi du ngoạn Giang Nam và ngang qua Trương Khâu huyện. Vua muốn trải thảm vàng thêu lên tất cả những nơi mình đi qua. Mã Thổ Phúc thầm kinh ngạc vì nhà họ Mã không chỉ có tài sản, cửa hàng mà còn có một lô vàng do mấy đời tích góp. Sau khi suy nghĩ kỹ, để cứu mạng, ông ta phải nói ra vị trí của số vàng bí mật. Khi ra khỏi tù, nhà cửa đã bị người khác chiếm lấy. Mã Thổ Phúc và gia đình phải sống trong túp lều bằng gỗ, sống trong cảnh nghèo khó. Đấy chính là ý nghĩa của câu nói, người giàu thực sự tỉnh táo biết cách che giấu bí mật của mình. Đạo Đức Kinh nói rằng, ánh sáng không chiếu sáng, người luôn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Thái độ khiêm tốn và cởi mở, biết mình khi đau khổ và không thể hiện khi vui vẻ, như vậy mới có thể giữ được tiền của mình. Nếu bạn thể hiện sự giàu có của mình quá mức, nó sẽ thu hút sự thèm muốn từ người khác. Và nếu bạn thể hiện sự sắc sảo của mình, bạn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của đám đông. 2. Giấu kín những chuyện liên quan đến người thân của mình. Cổ nhân từng nhắc nhở, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ muốn làm nên đại sự, trước hết cần giữ cho gia đình yên ổn. Trong số 4 điều cần giấu kín, việc bảo vệ những câu chuyện liên quan đến người thân là một nguyên tắc quan trọng, giúp giữ vững sự bình yên của gia đình và cả chính bản thân. Trong cuộc sống, không ít người đã vô tình hoặc cố ý lấy chuyện người thân ra để đùa cợt hoặc bàn luận. Những câu chuyện tưởng chừng vô hại, như công việc của cha mẹ, thói quen của anh chị em, hay mâu thuẫn gia đình, lại dễ dàng trở thành đề tài để mua vui hoặc thậm chí làm tổn thương người khác. Việc này không chỉ gây mất lòng mà còn khiến mối quan hệ giữa bạn và người thân thêm phần căng thẳng. Chuyện người thân là thế giới riêng của bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có một thế giới riêng mang tên gia đình. Thế giới ấy có thể đầy ắp hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh gia đình nào cũng có niềm vui lẫn khổ đau. Vì vậy, việc chia sẻ những câu chuyện riêng tư của người thân không chỉ làm tổn thương họ mà còn khiến bạn mất đi sự tin cậy từ những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, bạn bè chơi với bạn chứ không chơi với gia đình bạn. Bạn không có trách nhiệm chia sẻ hay giải thích về người thân của mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến thói quen, tính cách hay mâu thuẫn nội bộ. Nếu đối phương thật sự nghiêm túc và biết tôn trọng, họ sẽ không hỏi đến những điều không cần thiết. Nhưng nếu gặp người thiếu tế nhị, câu chuyện của bạn có thể trở thành trò cười, hoặc tệ hơn, bị lan truyền một cách thiếu kiểm soát. Khi bạn chia sẻ những câu chuyện về người thân với sai người, điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn, một câu nói đùa vô ý về gia đình bạn có thể bị người khác hiểu sai, từ đó gây ra sự thiếu tôn trọng hoặc mâu thuẫn. Trong nhiều trường hợp, việc tiết lộ bí mật gia đình có thể làm tổn thương sâu sắc đến các mối quan hệ. Triết gia Mạnh Tử từng nói, người quân tử giữ kín lời, không bàn chuyện nhà người khác, càng không để chuyện nhà mình bị người đời phán xét. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về việc bảo vệ gia đình, mà còn là cách giữ gìn sự thanh thản trong tâm hồn và các mối quan hệ xã hội. Nhiều người cho rằng sự thân thiết cho phép họ nhận xét hoặc đùa cợt về người thân của bạn bè. Nhưng đây là một suy nghĩ sai lầm. Sự thân thiết càng lớn thì giới hạn càng phải rõ ràng. Người quân tử trọng tình, nhưng không quên giữ lễ. Lễ nghi ở đây chính là sự tôn trọng dành cho cả bạn bè và gia đình họ. Khi ai đó lấy người thân của bạn ra làm trò đùa, điều đó không chỉ khiến bạn tổn thương mà còn làm giảm đi giá trị của mối quan hệ. Ngược lại, khi bạn tùy tiện chia sẻ chuyện gia đình, bạn cũng đang vô tình để người khác đánh giá người thân của mình qua lăng kính chủ quan. Cuộc sống đầy rẫy những mối quan hệ tan vỡ chỉ vì sự thiếu kiểm soát trong lời nói. Một câu chuyện nhỏ về gia đình có thể trở thành ngọn nguồn của những hiểu lầm lớn, phá hoại tình cảm bạn bè hoặc làm rạn nứt tình thân. Vì vậy, không tùy tiện chia sẻ câu chuyện gia đình, đó không chỉ là cách bảo vệ người thân mà còn là cách giữ gìn danh dự và sự tôn trọng cho chính mình. Biết từ chối những câu hỏi nhạy cảm. Nếu ai đó tò mò quá mức về gia đình bạn,
hãy khéo léo từ chối hoặc chuyển hướng câu chuyện. Giữ mực thước trong mọi mối quan hệ. Sự thân thiết không đồng nghĩa với việc xâm phạm đến quyền riêng tư. Hãy nhớ rằng, gia đình là nơi trú ẩn bình yên nhất của mỗi người. Bảo vệ những câu chuyện liên quan đến người thân cũng là cách giữ gìn hạnh phúc cho bản thân. Cổ nhân dạy, ngôn dĩ bổn, gia dĩ trọng, lời nói phải có nền tảng, gia đình phải được tôn trọng. Đừng để sự thiếu suy nghĩ trong lời nói làm mất đi những mối quan hệ quý giá. Bởi lẽ, đôi khi, sự im lặng chính là cách bảo vệ tốt nhất cho cả bạn và những người mà bạn yêu thương. 3. Giấu kỹ sự khôn ngoan. Cổ nhân từng dạy, đại trí nhược ngu, trí tuệ lớn thường giống như sự khờ khạo. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc về việc biết giữ kín sự khôn ngoan, tài năng và trí tuệ của mình. Người khôn ngoan thật sự không cần phô trương, bởi họ hiểu rằng sự im lặng và khiêm nhường mới là sức mạnh lớn nhất để đạt đến thành công bền vững. Trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng muốn thể hiện khả năng của mình để được công nhận và khen ngợi. Đặc biệt khi còn trẻ, chúng ta dễ bị cuốn vào sự hứng khởi, muốn chứng minh bản thân bằng cách tiên phong trong mọi việc. Tuy nhiên, giống như cây cao trong rừng dễ đón gió, việc bộc lộ quá nhiều chỉ khiến ta trở thành mục tiêu cho những rủi ro không đáng có. Biết che giấu tài năng, chờ đợi thời cơ chính là cách người thông thái bảo vệ bản thân khỏi những tổn hại từ lòng đố kỵ và những hiểm họa tiềm tàng. Triết lý những người đạt được những điều tuyệt vời không bộc lộ trí thông minh và tài năng của họ trong Kaizen Tan nhấn mạnh rằng, người giỏi thật sự là người ít phô trương. Thay vì phô diễn tài năng một cách thiếu kiểm soát, họ biết giữ gìn sự bình lặng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ hành động vào những thời điểm quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ họ khỏi ánh mắt soi mói của người đời, mà còn khiến họ trở nên đáng tin cậy và đáng kính hơn. Khi che giấu sự khôn ngoan, bạn có thể tập trung rèn luyện bản thân một cách âm thầm, xây dựng nền tảng vững chắc để thành công. Như Khổng Tử từng dạy trong Luận Ngữ, người quân tử nói chậm, hành động nhanh. Thay vì sử dụng lời nói để gây ấn tượng, hãy để hành động nói lên giá trị thật sự của bạn. Khiêm tốn không chỉ là phẩm chất tốt đẹp, mà còn là cách để giữ gìn nhân cách và tránh xa những rắc rối không cần thiết. Người khôn ngoan không bao giờ để cảm xúc chi phối lời nói của mình. Những lời nói lúc vui vẻ thường dễ bị quên, nhưng lời nói trong lúc nóng giận lại để lại hậu quả sâu sắc. Vì thế, việc kiềm chế bản thân trong giao tiếp là điều quan trọng. Kinh dịch từng nói, người lành hiền ít nói, người bất an nhiều lời. Người nói ít không chỉ giữ được sự tôn trọng từ người khác, mà còn tránh được việc vô tình để lộ điểm yếu của mình. Trong cuộc sống đầy bon chen, việc nói ít và làm nhiều là biểu hiện của sự tỉnh táo. Không cần nói cho cả thế giới biết về những gì bạn đạt được, chỉ cần bạn biết mình đang đi đúng hướng là đủ. Người khôn ngoan luôn hiểu rằng, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc người khác nghĩ gì về mình, mà nằm ở cách mình sống và cảm nhận cuộc đời. Cổ nhân dạy, nghèo thì im lặng, giàu thì giúp đời. Khi chưa biết thì làm việc chăm chỉ, khi đã biết thì khiêm tốn. Đây là bài học sâu sắc về cách giữ mình trước mọi hoàn cảnh. Người hạnh phúc thật sự không phải là người đạt được nhiều nhất, mà là người biết hài lòng và sống một cách thấu hiểu. Hãy luôn nhớ rằng, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống không cần phải thể hiện ra bên ngoài. Tài năng, khôn ngoan và trí tuệ cũng vậy, chúng càng ít được phô trương thì càng tỏa sáng khi cần thiết. Biết giấu kỹ sự khôn ngoan chính là cách sống tỉnh táo, giúp bạn tránh được những hiểm họa từ sự đố kỵ của người đời và tạo dựng một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Sống khôn ngoan không phải là để được khen ngợi, mà là để sống một cách ý nghĩa và bình yên. Biết khiêm nhường, giấu kín tài năng và hành động đúng thời điểm sẽ giúp bạn không chỉ bảo vệ bản thân mà còn xây dựng được những mối quan hệ chân thành, bền vững. Hãy sống như cổ nhân từng khuyên, tâm như nước, tĩnh tại mà sâu lắng, trí như trời, rộng lớn mà vô ngại. Đó chính là bí quyết để sống một cuộc đời viên mãn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. 4. Giấu kỹ khuyết điểm và nỗi đau của bản thân. Cổ nhân dạy, nhân vô thập toàn, con người không ai là hoàn hảo. Mỗi người đều mang trong mình những khuyết điểm và nỗi đau riêng, như những mảnh ghép không trọn vẹn của cuộc sống. Việc học cách chấp nhận sự không hoàn hảo là một nghệ thuật, nhưng việc biết cách giữ kín những khuyết điểm và nỗi đau ấy lại là một sự khôn ngoan. Trong cuộc sống, ai cũng có xu hướng tìm kiếm sự đồng cảm từ những người xung quanh. Khi đau khổ, ta muốn được sẻ chia. Khi gặp thất bại, ta muốn có ai đó lắng nghe. Nhưng, như cổ nhân từng dạy, lời đã nói ra, như nước hắt đi, không thể thu lại.
nỗi đau hay khuyết điểm, khi chia sẻ không đúng người, có thể trở thành lưỡi dao quay lại làm tổn thương chính bạn. Vì vậy, hãy giữ lại cho mình một phần bí mật, đó chính là phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua khó khăn trong những thời khắc yếu lòng nhất. Cuộc sống vốn dĩ không ai hoàn hảo, và chính những khuyết điểm, nỗi đau lại là những điều làm nên bản sắc của mỗi người. Tuy nhiên, nếu những điều ấy bị người khác đem ra làm trò cười, nó không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn mà còn khiến bạn mất đi niềm tin vào các mối quan hệ. Trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ thân thiết, sự hài hước thường được xem là chất xúc tác làm tăng sự gần gũi. Tuy nhiên, như cổ nhân dạy, dĩ hòa vi quý, sự hòa hợp chỉ đạt được khi có chừng mực. Đùa cợt trên nỗi đau của người khác không phải là hài hước, mà là vô duyên và tàn nhẫn. Ranh giới giữa sự hài hước và vô duyên rất mong manh. Khi vượt qua giới hạn đó, bạn không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tự mỉa mai chính nhân cách của mình. Khổng Tử từng nói, người quân tử thận trọng trong lời nói, không vì lời nói vui mà làm tổn hại đến danh dự và tấm lòng người khác. Biết giữ chừng mực chính là biểu hiện của sự hiểu biết và lòng nhân từ. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những giới hạn mà họ không muốn người khác xâm phạm. Khuyết điểm và nỗi đau chính là những giới hạn ấy. Dù quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng cần có sự tôn trọng và nhạy cảm. Càng thân thiết, càng phải biết giữ mình, không dùng những điều nhạy cảm để làm tổn thương đối phương. Trong cuộc sống, không ít mối quan hệ bền chặt đã tan vỡ chỉ vì một lời đùa cợt vô tâm về khuyết điểm hoặc nỗi đau của người khác. Người bị tổn thương có thể không nói ra, nhưng trong lòng họ sẽ để lại vết nứt không thể hàn gắn. Càng thân thiết, càng phải khắc ghi những điều cấm kỵ, bởi sự rộng lượng của con người là có giới hạn. Trong giáo lý của cổ nhân, nhân quả luôn là bài học sâu sắc nhất. Nhân nào quả nấy, gieo gió ắt gặp bão. Đừng bao giờ lấy khuyết điểm hay nỗi đau của người khác để mua vui cho bản thân, bởi hành động ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bạn trả giá. Biết đâu, một ngày nào đó, chính bạn sẽ trở thành nạn nhân của sự vô tâm mà mình đã gây ra. 2. Quản chặt miệng là một loại trí khôn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người và sự việc trở nên xấu xa từ cái miệng mà ra. Vào thời cuối nhà Đường, Lưu Vũ Tích, một người khi còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu, từng bị giáng xuống biên cương vì sự cố liên quan đến vua và Tám Tư Mã. 15 năm sau, ông may mắn được triều đình trọng dụng trở lại. Trên đường trở về Bắc Kinh, ông vô cùng xúc động và vui mừng. Trong lúc hứng khởi, ông đã xuất khẩu thành thơ, chế giễu sự thiếu hiểu biết của hoàng đế và sự xấu xa của những quý nhân mới nổi. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, lời nói của ông đã bị kẻ xấu truyền vào tai hoàng đế, khiến hoàng đế nổi trận lôi đình. Kết quả, chức vụ còn chưa ngồi nóng, ông đã bị giáng chức, lần này còn bị đưa đến Liên Châu xa xôi hơn. Cổ nhân có câu, nếu không ăn nói cẩn thận, ngược lại sẽ làm tổn thương chính mình. Nói mà không nghĩ, buột miệng mà ra, sẽ chỉ bị người có tâm ghi nhớ và biến thành cái chuôi bị người khác nắm lấy, từ đó rước họa vào thân. Lão Tử cũng từng nói, càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh. Lời nói càng nhiều, càng dễ tự chuốc lấy rắc rối. Tốt nhất nên lựa chọn sự im lặng, giữ lại lời nói trong lòng. Càng là người thông minh, càng phải biết giữ mồm giữ miệng. Một ngày nọ, ba người con trai của Vương Hy Chi gồm Vương Huy Chi, Vương Thao Chi và Vương Hiến Chi cùng nhau đi thăm tướng quân Tạ An. Trong bữa tiệc, Vương Huy Chi và Vương Thao Chi nói chuyện một cách hùng hồn, trong khi Vương Hiến Chi chỉ trao đổi một vài từ rồi im lặng. Sau khi cả ba người ra về, những người khách có mặt hỏi đại tướng, về sau, trong ba vị hiền sĩ này, ai là người có triển vọng nhất? Tạ An nói, người em út. Người khách tò mò hỏi, làm sao ngài biết được vậy? Tạ An đáp đầy ẩn ý, người khôn nói ít, kẻ nóng này nói nhiều. Người nói nhiều thường nóng này, không làm được việc gì. Còn người biết giữ mồm giữ miệng thì lại càng có phúc khí. Chỉ khi không nóng vội, sàng lọc kỹ cảm xúc và cân nhắc mọi thông tin nhận được, chúng ta mới có thể nhìn ra tình hình và đưa ra quyết định chính xác. Ba miệng nói lời thiện thì tạo thiện duyên, miệng phú quý thì phúc khí tự đến. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, kết giao với người, quý ở sự chân thành. Dù tài ăn nói khéo léo đến đâu cũng không thể khiến người khác cảm động bằng tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Nói chuyện chân thành, đường đời càng đi càng rộng mở, càng tiến càng thuận lợi,
càng bước càng thênh thang. Người thông minh nhờ tu dưỡng mà có được cái miệng phú quý. Miệng giống như chiếc ống đựng tiền, miệng phú quý thì phúc khí tự đến. Lời nói như hoa thì phú quý cả đời. Tích khẩu đức chính là tích phúc khí. Cổ ngữ có câu, lời lành dễ nói, lời ác khó tiêu. Tục ngữ cũng có câu, phúc theo miệng vào, họa theo miệng ra. Cái miệng tạo khẩu nghiệp rất nhanh, chỉ trong chốc lát có thể đắc tội với rất nhiều người. Trên đường đời, kẻ đối địch càng ngày càng nhiều thì con đường càng ngày càng hẹp. Cho nên, muốn tránh đối địch với người, trước tiên cần tu khẩu, tích khẩu đức. Lời không nên nói thì không nói, lời nên nói thì mới nói ra. Muốn có mệnh phú quý thì cái miệng phải phú quý. Muốn gia đình có phúc khí thì cái miệng phải có phúc khí. Để làm được điều đó, trước tiên cần học cách nói chuyện sao cho đúng mực. Từ xưa đến nay, người đưa nghệ thuật nói chuyện phát huy đến cực đỉnh chính là Quỷ Cốc Tử. Thuật du thuyết do ông khai sáng đã giúp các học trò như Trương Nghi, Tô Tần, Bảng Quyên, Tôn Tẫn khống chế cục diện thời chiến quốc. Đặc biệt, thuật nói chuyện của ông gọi là bãi hạp đóng mở, tức là biết khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Thuật này rất ảo diệu, khó có thể lĩnh hội được. Khó ở chỗ nào? Chính là phải biết khi nào cần mở miệng, khi nào nên ngậm miệng. Khi mở miệng thì nói như thế nào, và khi ngậm miệng thì ngậm như thế nào. Quỷ Cốc Tử nói rằng, muốn nói chuyện với người ta thì phải có tâm lý đồng cảm, khiến người nghe đồng cảm, chấp nhận và sẵn lòng. Có một câu chuyện kể rằng, trước kia, một tài xế taxi người da đen chở hai mẹ con người da trắng. Trên đường đi, đứa trẻ hỏi mẹ, "Mẹ ơi, tại sao màu da của chú lái xe không giống chúng ta?" Người mẹ mỉm cười đáp, "Vì Thượng Đế muốn thế giới đa sắc màu, nên đã sáng tạo ra con người với những màu da khác nhau." Đến nơi, người lái xe taxi kiên quyết không nhận tiền. Anh nói, "Khi còn nhỏ, tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi như thế này. Mẹ nói rằng, chúng ta là người da đen, đã chú định thấp hơn người ta một bậc. Nếu đổi thành câu trả lời như của quý cô hôm nay, có lẽ tôi đã là một người khác rồi." Người ta vẫn nói, miệng nói lời thiện thì tạo nghiệp thiện. Tu dưỡng được một cái miệng phú quý, nói chuyện với tâm từ bi thì càng dễ dàng kết giao bằng hữu. Gia đình cũng sẽ dễ dàng hòa ái, phúc khí tự nhiên đến. Quỷ Cốc Tử từng nói, miệng dùng để ăn, chứ không phải để nói. Nói ắt phải có cấm kỵ. Trong Quỷ Cốc Tử Mưu Thiên, ông đã nêu ra 5 điều kiêng kỵ khi giao tiếp: bệnh, lời chán nản, ủy mị, thiếu sức sống; oán, lời oán hận, trách móc, đầy năng lượng tiêu cực; ưu, lời ưu sầu, đa cảm, chìm đắm trong thế giới bản thân; nộ, lời giận dữ, thiếu kiểm soát cảm xúc, dễ gây mâu thuẫn; hỷ, lời đắc chí, bốc đồng, kiêu căng, dễ khiến người khác ghen ghét. Những lời nói này nếu không kiểm soát sẽ làm tiêu tán phúc khí, khiến mọi việc không thuận lợi. Muốn gia đình hưng thịnh, muốn cuộc đời mỹ mãn, thì phải biết đủ và biết nói những lời hài lòng. Muốn có mệnh phú quý thì phải tu dưỡng được cái miệng phú quý. Trời cuồng thì có mưa, người cuồng thì có họa. Làm người, hành xử không nên cuồng vọng. Phúc họa nhiều hay ít đều do chính mình tạo ra. Cần biết cách khống chế tình cảm, không nói những lời cuồng vọng trong bất kỳ tình huống nào. Khi nói chuyện, hãy nói lời chân thành. Nếu không hiểu nghệ thuật nói chuyện, họa sẽ theo miệng mà ra. Tu dưỡng được một cái miệng phú quý, phúc khí sẽ theo miệng mà đến. Trong Quỷ Cốc Tử Quyền Thiên, ông đã giảng các sách lược khác nhau khi giao tiếp với từng người. Nói chuyện với người trí tuệ phải dựa vào tầm nhìn rộng lớn. Nói chuyện với người giàu có phải từ trên tầm cao mà nói, cốt cách cao nhã. Nói chuyện với người có thân phận thấp kém phải khiêm tốn, lễ độ, khiến họ cảm động và coi bạn là tri kỷ. Nói chuyện với người mắc lỗi lầm phải khích lệ, tạo lòng tin, khuyến khích họ sửa đổi. Quỷ Cốc Tử nói, chớ đem điều họ không muốn mà áp đặt lên họ. Người biết nói chuyện không phải là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mà là người nội tâm chân thành, hiểu cách đứng ở vị trí của người khác để suy xét. Ngoài ba tấc lưỡi, điều quan trọng hơn là biết nhìn nhận vấn đề từ lợi ích của người khác. Kết giao với người, quý ở sự chân thành. Dù tài ăn nói có giỏi đến đâu cũng không bằng tình cảm chân thực, xúc động lòng người. Nói chuyện chân thành, đường đời càng đi càng rộng mở,
càng tiến càng thuận lợi, càng bước càng thênh thang. Bốn, trưởng thành là biết im lặng đúng lúc, nói đúng lời. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, ai cũng có những tâm sự, những nỗi lòng cần được chia sẻ với những người xung quanh. Thế nhưng, có những lời nói được thì cũng sẽ có những lời không nên nói. Cuộc sống này còn rất dài. Vì vậy, hãy học cách trưởng thành, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, để không mang họa vào người. Bạn thắc mắc trưởng thành là như thế nào? Thực tế, trưởng thành chính là biết học cách sống cô đơn, học cách bảo vệ bí mật và bảo vệ chính mình. Lúc trước, tôi từng có một ý nghĩ rất ngây thơ, cho rằng thật thà, đối xử tốt với mọi người sẽ nhận lại được sự yêu mến của họ, sẽ có nhiều bạn bè tốt. Thế nhưng, thực tế lúc nào cũng khác với suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả chính bản thân bạn còn không bảo vệ nổi bí mật của mình, thì làm sao trách họ được. Đừng nên chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc, bạn kể là chuyện buồn, nhưng nghe vào tai họ lại biến thành hàng ngàn phiên bản chuyện cười. Kính thưa quý vị, cuộc đời con người ai cũng có những lúc thăng trầm, khi lên khi xuống. Những thời khắc như thế, ta luôn muốn có một người bên cạnh để chia sẻ những buồn khổ, cực nhọc trong đời. Thế nhưng, quý vị ạ, sống ở đời có tới 99% mọi vấn đề của con người đều xuất phát từ lời nói. Nghiệp từ miệng mà ra, vì vậy, phải học cách giữ mồm giữ miệng. Có một câu chuyện trong Chuyện Ngụ Ngôn về sự khôn ngoan của người Do Thái. Một linh mục sai người hầu của mình đi chợ, yêu cầu mua lại thứ đắt nhất và thứ rẻ nhất ở đó. Một lúc sau, người hầu mang về một cái lưỡi. Mục sư rất khó hiểu và hỏi, thế này có nghĩa là gì? Người hầu đáp, cái lưỡi, nếu dùng tốt, sẽ là thứ quý giá vô cùng. Nhưng nếu dùng sai, nó sẽ là tận cùng của sự rẻ mạt. Những người biết ăn nói sẽ khiến người khác cảm thấy như đón gió xuân. Còn những người không biết ăn nói sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức, thậm chí có thể dẫn đến tai họa. Quản chặt miệng là cách tu dưỡng khó khăn nhất đối với một con người. Quản chặt miệng còn là một loại thiện lương. Ngôn ngữ đôi khi có thể làm tổn thương người khác hơn cả bạo lực. Chuyện kể rằng, trong một ngôi làng nhỏ, chỉ có một giáo viên dạy học. Gần đây, có một thầy giáo mới chuyển đến, rất uyên bác và hay giúp đỡ mọi người. Dân làng rất yêu quý thầy giáo mới và dần dần trở nên lạnh nhạt với người thầy cũ. Thầy giáo cũ ngày càng khó chịu. Trong cơn bực tức, ông ngồi phàn nàn với vợ, cái tên mới đến đó, có ai rõ xuất thân của hắn ta đâu. Hôm sau, người vợ quay lại nói với hàng xóm, nghe nói thầy mới từng làm nhiều chuyện xấu lắm. Người hàng xóm lại đi nói với người khác, nghe nói thầy giáo mới từng cưỡng bức con gái nhà lành. Cứ như vậy, lời đồn thổi thêm mắm dặm muối, lan truyền đi xa, cuối cùng biến thầy giáo mới thành một tội phạm bị truy nã. Không chịu nổi áp lực, thầy giáo mới buộc phải rời đi. Người tung tin đồn cảm thấy lương tâm day dứt và quyết định đến xin lỗi. Thầy giáo mới nhổ một cây bổ công anh, thổi mạnh làm hàng trăm hạt rơi theo gió, rồi nói, nếu ông có thể nhặt lại tất cả những hạt giống này, tôi sẽ tha thứ cho ông. Miệng là một con dao, và lưỡi là một kẻ giết người. Đôi khi, những lời nói tưởng chừng vô tình lại có thể trở thành nỗi ám ảnh, vết thương lòng sâu sắc không bao giờ xóa được. Quan trọng hơn, cái miệng của bản thân cần tránh vu khống người khác, không từ không nói có, không đổi trắng thay đen. Đó là sự thiện lương cao cả nhất. Có một câu chuyện như sau, trong một cuộc phỏng vấn, một cô gái nổi tiếng đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn cùng lớp năm xưa vì lòng tốt im lặng của họ. Hóa ra, bố cô là một nhân viên bảo vệ. Khi còn trẻ, cô luôn cảm thấy tự ti về bố mình và nói dối rằng bố làm việc trong ngân hàng. Mọi người đều biết sự thật, nhưng không ai vạch trần lời nói dối của cô. Thay vào đó, họ chọn cách bảo vệ bí mật này, bảo vệ lòng tự trọng của cô. Miệng lưỡi người đời có thể cứu người, cũng có thể giết người. Sinh ra là con người, xin hãy sống tử tế. Quản chặt cái miệng là một kiểu tu dưỡng đạo đức. Đạo diễn Ken Senobu từng nói, hầu hết thời gian, cái gọi là thẳng thắn chỉ là không muốn tốn thời gian và tâm tư để suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Thẳng thắn không bao giờ là sống thực, mà là sự ích kỷ không có giáo dưỡng. Cách đây không lâu, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, đã xảy ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Người dẫn chương trình bị khách mời Will Smith tát ngay tại chỗ. Nguyên nhân là do người dẫn chương trình đùa cợt về mái đầu không có tóc của vợ Will Smith.
vợ anh phải cạo đầu vì chứng rụng tóc. Lời đùa ấy không đáng để đồng cảm chút nào. Will Smith, trong cơn nóng giận, không thể chịu nổi, nên mới xảy ra tình huống gây sóng gió này. Có một câu nói rất hay, khi một trò đùa được xây dựng trên vết thương của người khác, nó không còn là một trò đùa nữa, mà là một nhúm muối. Tất cả những lời giễu cợt khoác lên lớp áo nói đùa về bản chất đều là sự ác ý gây thương tổn. Người biết cách ăn nói thực sự không phải là người ăn nói tuyệt vời hay dí dỏm, mà là người biết cân nhắc cảm xúc của đối phương với lời nói của mình, để mọi người cảm thấy thoải mái. Trong lịch sử, có một giai thoại về một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn ở Trung Hoa Dân Quốc. Dương dáng đã từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông một cách rất tế nhị và uyển chuyển. Sau khi chồng bà là Tiền Trung Thư qua đời, Phí Hiếu Thông, người luôn ngưỡng mộ Dương dáng, đã đến thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi, do lối đi xuống tầng dưới hơi hẹp, Phí Hiếu Thông không muốn rời đi, một chốc một lát lại ngoảnh đầu nhìn lại, khiến việc đi lại rất khó khăn. Lúc này, Dương dáng bèn nói, cầu thang không dễ đi, về sau anh không nên biết khó mà vẫn cố tiến lên như vậy nữa. Đây là một cách chơi chữ, không chỉ thể hiện thái độ của bà, mà còn quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Dương dáng thường nói rằng, lắng nghe cần có kỹ thuật, nói năng cần chú ý lựa lời. Cách tu dưỡng bản thân thực sự là phải ăn nói đúng mực. Đặc biệt, khi bạn bày tỏ tấm lòng chân thật của mình, cũng cần chú ý giữ thể diện và đường lui cho người khác. Năm Khương Tử Nha, ba điểm mấu chốt của đời người. Có câu, làm người mà không biết Khương Thái Công thì đọc hết sách sử cũng uổng công. Thực ra, Khương Tử Nha là một nhân vật có thật trong lịch sử. Dù ngoài đời ông không có thần thông quảng đại như trong Phong Thần Bảng, song ông thật sự là mẫu người điển hình cho câu có tài mà thành công muộn. Nếu nói về người ôm chí lớn, tuổi đã cao mới lập công danh thì Khương Tử Nha xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Trong những năm tháng đầu đời, ông đã trải qua rất nhiều trắc trở. Cho đến hơn 70 tuổi, vẫn chỉ là một lão già bên bờ sông Vị, sống lặng lẽ, không ai biết đến. Vậy mà Khương Thái Công câu cá lại có người nguyện ý cắn câu. Khương Tử Nha lúc đó đã hơn 80 tuổi, gặp Chu Văn Vương với khát khao mong cầu hiền tài. Cuối cùng, ông cũng đã có đất dụng võ. Kể từ đó, ông tá Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương lần lượt đạt được một số thành tựu sự nghiệp vĩ đại, lưu danh thiên cổ. Kinh nghiệm sống này của Khương Tử Nha đã để lại cho hậu thế biết một điều, thành công không ở chỗ sớm muộn, mà đến từ ba điểm mấu chốt này. 1. Có thể chịu đựng sự cô đơn. Thi Tiên Lý Bạch có câu danh ngôn, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch. Câu nói này quả thích hợp để miêu tả Khương Tử Nha. Sau sự suy bại của Triều Ca, Khương Tử Nha lui về ở ẩn bên bờ sông Vị. Cho đến khi ông 80 tuổi, ông đã được Chu Văn Vương đón mời xuống núi. Trong khoảng thời gian ở ẩn đó, ông đã ở một mình ít nhất 2 năm 4 tháng. Giai đoạn đó, trong mắt thế nhân, Khương Tử Nha chỉ là một lão già vô danh tiểu tốt. Nhìn bề ngoài, cũng không quá thông minh, vì có ai mà đi câu cá bằng một lưỡi câu thẳng. Nhưng bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng, cái lão già vô dụng mà họ nghĩ kỳ thực là một người rất kiên nhẫn. Ông đã thể hiện đức tính này của mình thông qua việc thả câu. Không chỉ vậy, ông còn văn thao võ lược, không gì là không thông tuệ. Những năm tháng một mình, Khương Tử Nha dù cô đơn nhưng ông không hề nhàn rỗi mà lại không ngừng nạp năng lượng cho bản thân, đợi đến khi xuống núi sẽ có thể thuận gió rẽ sóng mà tiến lên. Ngày nay, con người sau khi thống kê lại cũng phát hiện rằng, những người thành công thường có thể chịu đựng sự cô đơn tốt hơn những người thất bại. Những người có khả năng chịu đựng sự cô đơn thường có mục tiêu lớn trong tâm. Họ có chí hướng cao xa vĩ đại, tư duy rõ ràng, và để thực hiện mục tiêu, họ không ngừng học tập và không ngừng làm giàu kiến thức cho bản thân. Bằng cách này, khi cơ hội đến, họ sẽ có thể bộc lộ hết được tài năng của bản thân, nắm chắc lấy cơ hội mà không do dự, bước lên vũ đài và bắt đầu tỏa sáng. Khương Tử Nha từng nói, chỉ có chịu đựng sự cô đơn, chúng ta mới có năng lực tạo ra sự thịnh vượng để tiếp đón phồn hoa. 2. Có phần ngốc nghếch cuồng điên. Không ngốc không cuồng, sẽ không ai biết rõ danh tiếng của bạn. Không cuồng không ngốc, sẽ không có khả năng thành sự nghiệp. Câu này xuất phát từ Khương Tử Nha, khí phục ý tứ rằng, làm người thì việc gì cũng nên ngốc nghếch cuồng điên một chút. Kia gọi là ngốc nghếch, nghĩa là chỉ cần thật sự giữ được kiên định vào niềm tin, phấn đấu cho những điều bạn thích, những gì bạn làm và thiết lập mục tiêu,
bạn đặt ra cần phải có sự cần cù, chăm chỉ, chuyên tâm, không bao giờ quên thì tài năng của bạn nhất định sẽ tạo được tiếng vang. Còn vì sao phải cuồng điên? Nghĩa là chúng ta cần duy trì niềm tin vào ước mơ của mình, theo đuổi tài năng của bản thân, vì tự tin là bí quyết đệ nhất của thành công. Có một câu rất hay, mỗi cá nhân theo đuổi giấc mơ đều có những điểm ngốc nghếch cuồng điên, và mỗi cá nhân thành công đều có những điểm đặc biệt điên rồ. Thực ra, người ngốc nghếch, điên cuồng thường có niềm tin của riêng mình. Niềm tin này giúp họ không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cũng giống như Khương Tử Nha, trong khi những người khác sử dụng lưỡi câu cong để câu cá, còn Thái Công lại sử dụng lưỡi câu thẳng để câu cá. Chẳng phải ông rất ngốc sao? Người khác cười nhạo, mỉa mai, giễu cợt ông chỉ cười mà không nói lời nào. Bởi vì thứ ông đang câu không phải là cá, và ông tin rằng người ông mong muốn chắc chắn sẽ cắn câu. Chẳng phải ông đã điên rồi sao? Đây chính là người cười ta quá điên, ta cười người vì không nhìn thấu tỏ. Do đó, làm người cần có 3 phần ngốc nghếch, 7 phần điên cuồng. Những người như vậy thường sẽ cận kề với thành công. 3. Hãy thận trọng khi nói. Nhiều lúc cần phải ngậm kia miệng này là cũng lại phải dùng ngôn ngữ cho cẩn thận. Đây là một câu danh ngôn nổi tiếng của Khương Tử Nha trong Thái Công Kim Quý khi ông khuyên nhủ Chu Vũ Vương. Câu nói này đã được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Ý tứ là khi nói chuyện nên thận trọng lời nói của mình. Xuyên suốt nhiều thời đại, những người thành tựu đã rất chú trọng đến nghệ thuật ăn nói. Và ngay cả Không Hồng Tử cũng nói rằng, đối với lời nói cần thận trọng và với hành vi cần nhạy bén, thông minh, kia gọi là họa từ miệng mà ra. Nói năng không cẩn thận sẽ không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình. Vì vậy, những người có tu dưỡng sẽ không mở miệng nói những lời lộn xộn, vô căn cứ. Họ sẽ suy nghĩ cẩn thận, sẽ chú ý, sẽ kiềm chế, sẽ không thao thao bất tuyệt. Họ sẽ không phóng túng hay khoe khoang về bản thân. Người thông minh dùng đầu não để nói, thay vì dùng cái miệng để nói. Trước mỗi cuộc nói chuyện, bạn nên suy nghĩ kỹ về những gì nên nói, những gì không nên nói, nói khi nào và nói như thế nào. Bạn biết đấy, mỗi lời mỗi câu bạn nói ra có khả năng sẽ thành tựu bạn, cũng có khả năng sẽ hủy hoại bạn. Dĩ nhiên, bạn không thể ăn bừa bãi thì cũng không thể nói năng vô căn cứ. Nhân sinh trên đời này, con người cần phải thu lại những lời nói sắc bén, gây thương tổn người khác, giữ lấy một tiêu chuẩn, thước đo thái độ cho bản thân. Đó là một quy tắc trọng yếu để ứng xử với mọi người. Câu chuyện về Khương Tử Nha mang đến 3 bài học quý giá cho cuộc sống. 1. Chịu đựng cô đơn để trưởng thành, thành công thường đến với những ai kiên nhẫn và biết tự hoàn thiện trong lặng lẽ. Thời gian cô độc không phải là vô nghĩa mà là cơ hội để tích lũy kiến thức, rèn luyện bản thân và chuẩn bị cho những cơ hội lớn trong tương lai. 2. Ngốc nghếch và điên cuồng một cách sáng suốt, dám tin tưởng vào lý tưởng, kiên trì theo đuổi mục tiêu dù người khác chế giễu là biểu hiện của sự khác biệt và sáng tạo. Thành công không dành cho những người chỉ biết sống an toàn, mà đến với những ai dám điên cuồng sống với đam mê của mình. 3. Thận trọng trong lời nói. Lời nói có thể là công cụ kết nối hoặc vũ khí hủy hoại. Người khôn ngoan biết suy nghĩ trước khi nói, giữ gìn ngôn từ đúng mực, tránh gây tổn thương và tự chuốc phiền toái. Khương Tử Nha nhắc nhở chúng ta rằng, để thành công, cần biết sống kiên nhẫn, dám khác biệt và luôn thận trọng trong cách ứng xử. 6. Người thông minh không khoe khoang 4 thứ. Trương Triều vào thời nhà Thanh đã viết trong U Mộng Ảnh rằng Tây Du Ký là một cuốn sách giác ngộ. Nó dường như kể câu chuyện về quá trình gặp yêu ma quỷ quái khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh của Đường Tăng, nhưng thực tế là nó đang diễn dịch lại tư vị của kiếp nhân sinh. Trong sách, từng nhân vật và mỗi lần kiếp nạn đều bao hàm trí tuệ đối nhân xử thế. Sau khi đọc Tây Du Ký, chúng ta mới hiểu được người ở tầng thứ cao không bao giờ khoe khoang. 4 điều này. Thứ nhất, không khoe khoang tài sản. Khi thầy trò Đường Tăng trên đường đi qua thiền viện Quan Mở, họ được Kim Trì trưởng lão trong chùa Thịnh Tình khoản đãi. Kim Trì trưởng lão thấy Đường Tăng dáng vẻ bất phàm, lại là từ đất nước giàu có, phồn vinh tới nên cho rằng trên người Đường Tăng nhất định có mang theo bảo vật quý hiếm. Đường Tăng là người khiêm tốn, chưa kể không có bảo bối mà ngay cả khi có cũng sẽ không mang ra khoe khoang. Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Con khỉ này không chỉ thích khoe khoang mà còn thích kiếm chuyện. Ngộ Không thấy Kim Trì trưởng lão huênh hoang, khoác lác, trong lòng không khỏi tức giận. Vì vậy,
Ngộ Không đã thúc giục Đường Tăng lấy ra chiếc áo cà sa lộng lẫy do Phật Tổ ban tặng. Đường Tăng nghe xong liền vội vàng lắc đầu, nói, đồ để chớ có cùng người tranh giành, sang cao thấp. Ta và ngươi bên ngoài không có người thân, chỉ e rằng có phiền phức. Đối với lời khuyên răn của Đường Tăng, Ngộ Không nghe cũng như không, và chỉ muốn ở trước mặt Kim Trì trưởng lão lấy áo cà sa ra khoe khoang một phen. Kết quả làm cho lòng tham của Kim Trì trưởng lão nổi lên, nghĩ đủ mọi cách để hại người, đoạt bảo vật, thậm chí còn đưa tới con quái vật gấu đen, gây ra rất nhiều phiền toái. Nghiễm Hiền Văn có một câu nói, khách bất ly hóa, cải bất lộ bạch, nghĩa là khách không rời xa đồ của mình, của cải không để lộ ra. Khoe khoang tài sản ngoài việc khơi dậy sự đố kỵ và thèm muốn của người khác ra thì không có chỗ nào tốt cả. Một người nội tâm phong phú sẽ không cần phải khoe khoang hay thể hiện bản thân ra bên ngoài. Một câu chuyện tương tự cũng được ghi lại trong Thế Thuyết Tân Ngữ. Trong triều đại Tây Tấn có một người giàu có tên là Thạch Sùng. Ông có sở thích lớn nhất là thể hiện sự giàu có theo phong cách lạ mắt. Có một lần, Thạch Sùng cùng quốc cựu Vương Khải đấu xem ai là người giàu hơn. Vương Khải ra lệnh cho người hầu rửa nồi rửa chén bằng nước đường, còn Thạch Sùng yêu cầu người hầu lấy đèn cầy thay củi để thổi lửa nấu cơm. Vương Khải dùng nhựa đá đỏ để sơn tường, còn gia đình Thạch Sùng đã dùng hạt hoa tiêu quý giá để sơn tường. Thạch Sùng có tài lực hùng hậu và luôn áp đảo Vương Khải một bậc. Mặc dù màn khoe giàu lần này của ông ta đã thắng lợi, nhưng cũng bị người có dã tâm theo dõi. Sau đó, Triệu Vương Tư Mã Luân nắm giữ quyền hành trong triều đình. Một người thân tín bên cạnh Triệu Vương Tư Mã Luân đã thèm muốn sự giàu có của Thạch Sùng từ lâu, vậy nên liền vu cho Thạch Sùng tội mưu phản. Cuối cùng, cả nhà Thạch Sùng bị chém đầu, gia tài cũng bị Tôn Tú đoạt mất, rơi vào kết cục bi thảm. Người mất tiền cũng mất. Có người từng nói, rốt nát và giàu có mà ở cùng một chỗ thì chính là càng làm cho bản thân rơi rớt. Vì để thỏa mãn hư vinh nhất thời, khoe khoang tự cho mình là giàu có thì chính là rốt nát lớn nhất. Khoe khoang tài sản thì không có được sự tôn kính xuất phát từ nội tâm của người khác mà chỉ có thể phơi bày cái tinh thần cằn cỗi của một người. Hai điều không khoe khoang năng lực. Tôn Ngộ Không từ khi bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ, liền bắt đầu chăm chỉ học bản lãnh. Rất nhanh, Ngộ Không đã học được Cân Đầu Vân cùng 72 phép biến hóa. Có một lần, Tôn Ngộ Không đang một mình tu tập thì các sư huynh, sư đệ rối rít tới xúi giục Ngộ Không thi triển thần thông để mọi người cùng xem. Ngộ Không là người thích gây chuyện, nên một khi các sư huynh, sư đệ xúi giục, liền ở trước mặt mọi người mà cưỡi mây, đạp gió, thiên biến vạn hóa. Bồ Đề Tổ Sư sau khi biết được, liền khiển trách Ngộ Không, người phô trương bản lĩnh gì. Nếu ngươi thấy người khác có, thì có muốn có như hắn không? Người khác thấy ngươi có thì tất nhiên cũng muốn có như ngươi. Nếu ngươi sợ tai họa, thì phải truyền cho hắn. Còn nếu ngươi không truyền, thì hắn sẽ hại ngươi. Tính mạng ngươi cũng không đảm bảo. Đối mặt với lời trách mắng của sư phụ, Ngộ Không xin lỗi liên tục, nhưng Ngộ Không không bao giờ nhớ. Về sau, lúc đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không lại ở trước mặt Như Lai khoe khoang thần thông, không nghĩ núi cao còn có núi cao hơn. Cuối cùng, tự mình hại mình, bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Thái Can Đảm có nói, đại bàng đứng như ngủ, hổ đi như bệnh. Đó là thủ đoạn của nó để bắt và cắn người. Do đó, người quân tử tuy thông minh nhưng không để lộ tài hoa. Vậy thì sau này mới có sức mạnh để gánh vác trách nhiệm lớn. Kẻ mạnh thực sự không bao giờ xuất hiện, họ chỉ lặng lẽ tích lũy sức mạnh. Cho dù một người ưu tú như thế nào, cũng phải học cách nhận định tình hình, khiêm tốn mà giấu vào bên trong. Thời kỳ chiến quốc, Tần Vũ Vương, vua của nước Tần, uy dũng vô song, ôm chí lớn, là một nhân vật văn võ song toàn. Dưới sự cai trị của ông, Tần quốc liên tục chế ước nước Sở và tấn công San bằng nước Thục. Sức mạnh quốc gia được tăng lên rất nhiều. Nhưng một vị quân chủ anh minh như vậy chỉ vì khoe khoang năng lực mà phải bỏ mạng. Có một lần, Tần Vũ Vương cùng thuộc hạ là vệ sĩ Mạnh Thuyết trong cung của Chu Vương Thành Lạc Dương thi đấu nâng đỉnh. Vì muốn thể hiện mình là người dũng lực, Tần Vũ Vương không nghe khuyên ngăn, không nghĩ đến năng lực chịu đựng của bản thân mà tùy tiện nâng đỉnh. Kết quả, kiệt sức, hai mắt rỉ máu, xương ống chân bị gãy, đến tối thì tắt thở chết. Năm ấy, mới có 23 tuổi. Đây là độ tuổi sung sức để thực hiện hoài bão của cuộc đời. Chu Dịch có nói, quân tử giấu tài năng, chờ đến thời cơ mới dùng. Có năng lực cao thì đáng tự hào.
Nhưng nếu không tiết chế mà khoe khoang trước mặt người khác, thì sẽ mang đến tai bay vạ gió. Đừng lộ ra khiếm khuyết, cũng đừng khoe khoang tài năng của bản thân khi ở trước mặt người khác. Khoe khoang năng lực, đó cũng chính là lúc nhân phẩm của mình bị mất giá. Người thông minh nhất trong các đồ đệ là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh cho chúng ta ấn tượng là một người hiền lành trung thực, nhưng thực tế thì Ngộ Tịnh suy nghĩ rất tinh tế, rất hiểu đối nhân xử thế. Chỉ bất quá, Ngộ Tịnh là người biết đạo lý nhún nhường, không ở trước mặt người khác mà khoe khoang sự thông minh của mình. Học hỏi kinh nghiệm trên đường, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, Ngộ Tịnh mới đứng ra để nói chuyện. Trong hồi ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, trong lúc Đường Tăng nghiêm phạt Tôn Ngộ Không, thì Sa Ngộ Tịnh không nói nửa câu để xin tha. Lúc Tôn Ngộ Không bị đuổi đi, Ngộ Tịnh cũng không có một câu giữ lại. Toàn bộ quá trình là không liên quan, luôn giữ thái độ thanh cao. Sau đó, khi chiến đấu chống lại yêu quái Hoàng Bảo, thì Sa Ngộ Tịnh bị bắt. Chư Bát Giới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mặt dày tới mời Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không trách móc Sa Ngộ Tịnh vì sao không cầu tha thứ cho ta, Sa Ngộ Tịnh không giải thích nhiều, chỉ từ tốn nói 6 chữ, quân tử không nhắc chuyện cũ. Chỉ một câu nói ngắn ngủi vừa tâng bốc Tôn Ngộ Không lại biểu hiện ra mình áy náy trong lòng. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai người liền giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì Sa Ngộ Tịnh có khả năng nhận định tình hình và xử lý tốt, lại không thích phô trương, cho nên luôn được Đường Tăng tín nhiệm và yêu thương. Thái Can Đạm có nói, giấu sự khéo léo vào sự vụng về, dùng đêm tối một cách sáng suốt, ẩn giấu sự minh bạch tại nơi hỗn loạn, lấy cong làm duỗi. Người càng thông minh càng biết cách che giấu sự khôn ngoan của mình. Nếu một người luôn lộ ra sự thông minh của mình, thì cuối cùng sẽ không làm được việc gì cả. Như đã nói, người tài vẻ ngoài đần độn lù khù, nhưng những người thực sự thông minh thường là những người biết giả bộ hồ đồ đúng thời điểm. Khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, 100.000 thiên binh không đấu lại được. Sau đó, quan mở Bồ Tát đề cử Nhị Lang Thần với Ngọc Đế. Nhị Lang Thần không phụ sự mong đợi của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của Thái Thượng Lão Quân, ông đã thành công bắt được Tôn Ngộ Không. Ông cũng vì vậy mà được Ngọc Đế xem trọng. Tuy nhiên, khi Ngọc Đế hạ chiếu biểu dương chiến công, thì Nhị Lang Thần biểu hiện hết sức thanh tịnh, không có chút biểu hiện giành công kiêu ngạo. Ngược lại, ông quy công cho quan mở Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân. Khi được ban thưởng, ông cũng đều phân cho thuộc hạ của mình. Sau khi tạ ơn Ngọc Đế, thì liền trở về quán Giang Khẩu ẩn cư. Tăng Quốc Phiên nói, gặp nạn trước là do bản thân có công. Trước hết, để cho người khác hưởng. Đây là nền tảng của sự nghiệp. Có công lao phải học chia sẻ, có khó khăn phải dẫn đầu giải quyết. Người có tầng thứ càng thấp thì càng bảo vệ lợi ích của bản thân. Người có tầng thứ càng cao thì càng dễ buông bỏ lợi ích và dễ chia sẻ. Kết quả thu được lại lớn hơn lợi ích thiết thực. Lão Tử có nói, sinh nhi bất hữu, công thành nhi bất cư. Sinh ra mà không sở hữu, công thành mà không lưu luyến. Bỏ ra cố gắng mà không tự khen ngợi, có công lao mà không kiêu ngạo. Đây mới là một người có phẩm chất, tài năng. Thế thì không tránh khỏi sự kiêu căng. Trí tuệ cao siêu không gì khác hơn là che giấu thành công, cũng không kiêu căng. Có công lao như nguyện, chia sẻ như vậy, con đường phía trước mới rộng rãi thênh thang. Quỷ Cốc Tử còn nói, đạo của thánh nhân là ở chỗ biết ẩn giấu. Bồ Đề Tổ Sư cũng từng nhắc nhở Ngộ Không rằng thành danh là nhờ mỗi ngày đều ở trong cảnh nghèo khổ thất bại. Đa phần là những lúc đắc ý trong đời người. Thì hư vinh chính là thể hiện điều ác, khiêm tốn là ẩn chứa điều thiện. Khoe khoang quá độ bất quá chỉ là biểu hiện của sự rỗng tuếch. Chỉ có ẩn giấu không lộ thì mới có thể tồn tại lâu dài. Câu chuyện từ Tây Du Ký nhấn mạnh rằng khiêm tốn và biết ẩn mình là những đức tính quan trọng để thành công và trường tồn. Khoe khoang tài sản, năng lực hay thành công không chỉ mang lại sự đố kỵ mà còn dẫn đến tai họa, như bài học từ Tôn Ngộ Không, Kim Trì Trưởng Lão hay Thạch Sùng. Sự khoe khoang là biểu hiện của sự hời hợt, thiếu chiều sâu nội tâm và thường khiến con người rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Người thực sự thông minh không phô trương mà giữ thái độ điềm đạm, kiên nhẫn chờ thời cơ. Như Sa Ngộ Tịnh hay Nhị Lang Thần, họ biết che giấu tài năng, ứng xử khéo léo và chia sẻ thành quả, nhờ đó nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng từ người khác. Đây là biểu hiện của trí tuệ cao, không chỉ tạo dựng thành công cá nhân mà còn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Bài học cốt lõi là,
Đừng để sự kiêu ngạo hay hư vinh làm mờ lý trí. Hãy khiêm tốn, biết giữ gìn nội tâm và chia sẻ với người khác. Chỉ có người biết ẩn mình và không ngừng rèn luyện mới có thể tồn tại vững bền và thành công lâu dài. 7 lúc rảnh đọc sách, con người toát ra phong thái học giả. Phong thái học giả là một kiểu phong độ và khí chất tao nhã, là biểu hiện bên ngoài của một tố chất tốt đẹp. Phong thái học giả chính là khí trong lành, toát ra từ hương thơm của những cuốn sách. Nó có thể thuần hóa tư tưởng cho đến thuần hóa hành động. Người có phong thái học giả trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Phòng đọc sách chính là nơi quan trọng để nuôi dưỡng phong thái học giả. Trong phòng đọc sách, sách là đồng hành, sách là bạn bè. Lặn ngụp trong biển sách, cùng đàm đạo với những người hiểu biết, học hỏi những tri thức phong phú. Vì thế, muốn nuôi dưỡng phong thái học giả thì nên đến phòng đọc sách. Cổ nhân nói rằng công phu là ở bên ngoài. Để bồi dưỡng phong thái học giả, không nên gói gọn trong sách mà phải đi ra ngoài, làm bạn đồng hành với người có trí tuệ. Sống hòa mình vào thiên nhiên thực tiễn phong phú của cuộc sống xã hội chính là một quyển sách lớn để nuôi dưỡng phong thái học giả. Nên ra ngoài phòng sách, cúi mình đón nhận địa khí, khiến phong thái học giả đong đầy nồng đậm thanh khí của đất trời. Quốc Phiên nói rằng khí chất của một người là do bẩm sinh, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi khí chất người đó. Để một người từ đầu đến cuối giữ được tố chất tốt đẹp của mình, nhất định phải bồi dưỡng phong thái học giả từ đầu đến cuối. Điều này khiến cho phong thái đó luôn ngập tràn trong tim và lan tỏa ra khắp không gian, day dứt không ngừng. Phong thái học giả còn có đặc điểm tích lũy sâu dày, sau đó mới từ từ bộc phát. Chỉ có bồi dưỡng thì mới tích lũy được nhiều. Bồi dưỡng phong thái học thức không phải chỉ ngày một, ngày hai, mà là cả đời. Bài học về phong thái học giả nhấn mạnh rằng đó là sự kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và khí chất tao nhã, được nuôi dưỡng từ việc đọc sách và trải nghiệm thực tiễn. Phòng đọc sách là nơi quan trọng để bồi dưỡng trí tuệ, nơi con người học hỏi, tích lũy tri thức và trau dồi tư duy. Tuy nhiên, đọc sách không đủ, cần hòa mình vào thực tế cuộc sống để phong thái học giả trở nên phong phú, mang đậm khí chất của đất trời và con người. Như Quốc Phiên từng nói, đọc sách là cách thay đổi khí chất hiệu quả nhất. Việc bồi dưỡng phong thái này đòi hỏi sự kiên trì, không chỉ ngày một ngày hai, mà là quá trình tích lũy cả đời. Phong thái học giả không chỉ giúp con người trở nên ưu tú mà còn lan tỏa sự tao nhã, thanh cao và tạo cảm hứng tích cực cho người xung quanh. 8. Xử sự khiêm tốn. Hồng Ứng Minh Đờ Minh từng nói rằng người biết giữ hòa khí thì trăm kế phúc tự đến. Xử lý công việc, hãy luôn giữ hòa khí, không nên tốn thời gian cho việc tranh luận không đâu. Bớt chút nóng giận sẽ được lòng mọi người, và các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tự nhiên, mọi chuyện sẽ thuận lợi, dễ dàng. Mạnh Tử nói rằng thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Hòa khí chính là một tấm lòng bao dung, một tinh thần hợp tác, một nhận thức về tính đồng đội và một bầu không khí hòa hợp. Hòa khí là một hình thái bên ngoài nhưng cũng là một sự tu dưỡng từ bên trong. Người có hòa khí mới có thể giao tiếp với mọi người, cùng hợp tác và có thành công trong sự nghiệp. Người hòa khí mới có đức dày để nâng đỡ vạn vật. Chỉ cần đức hạnh tốt, làm việc gì cũng thành. Người có hòa khí biết lấy tấm lòng độ lượng, bao dung cho người khác. Công lao, vinh danh thì nhường cho người khác, lỗi lầm thì nhận về mình. Biết co biết duỗi, có tấm lòng. Biết tha thứ cho kẻ thất bại và chú trọng đến con đường của kẻ thành công. Làm việc gì cũng thấu tình đạt lý, đối đãi với người phải khoan dung, thỏa đáng. Người hòa khí là người nhiệt tình chứ không hời hợt, trung thành chứ không giả tạo. Ban ân cho người khác là chân thành từ đáy lòng, không giữ ở trong lòng nhưng cũng không khoe khoang với người ngoài. Không lợi dụng người khác để đánh bóng tên tuổi, luôn tin rằng quân tử lòng luôn bình thản, còn tiểu nhân thì buồn bực không nguôi. Quang minh lỗi lạc, chất phác làm người. Bài học về hòa khí nhấn mạnh rằng sự bình hòa, bao dung và hợp tác là nền tảng của thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Người biết giữ hòa khí không chỉ tạo được môi trường làm việc thuận lợi mà còn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Đức tính này đòi hỏi sự tu dưỡng từ bên trong, biết tha thứ và đối đãi thấu tình đạt lý. Hòa khí giúp con người giao tiếp hiệu quả, đồng hành cùng người khác mà không gây xung đột hay tổn thương. Người có hòa khí không khoe khoang, không lợi dụng người khác, mà chân thành hỗ trợ, chia sẻ công lao, nhận trách nhiệm.
Chính thái độ này mang lại sự kính trọng từ mọi người, khiến phúc lộc tự nhiên tìm đến. Như Mạnh Tử đã nói, nhân hòa là yếu tố quan trọng nhất, vượt trên cả thiên thời và địa lợi. Vì vậy, hãy sống bao dung, hòa nhã và quang minh lỗi lạc, để đức hạnh trở thành bệ phóng cho thành công và sự an yên. 9. Những bài học về sự ngạo mạn. Trong văn hóa Đông Tây cho thấy rằng, người có tâm ngạo mạn thường ỷ vào những điểm hơn người của bản thân, về vật chất hoặc tinh thần, mà xếp mình cao hơn người khác. Đôi lúc, tự họ cũng không nhận ra, nhưng nếu cái tâm này lớn mạnh lên, thì sẽ rất nguy hiểm. Vào thời Xuân Thu, có một năm nước Tề bị nạn đói, người chết la liệt. Kiềm Ngao là người giàu có, lúc ấy ông xuất phát với thiện tâm, quyết định nấu cơm phân phát cho người nghèo. Ngày qua ngày, người ở các nơi đều đến nhận cơm của Kiềm Ngao, hết lời cảm tạ và khen ngợi đức độ của ông. Lâu dần, không khỏi khiến ông dương dương tự đắc, trở nên tự phụ và xem thường người khác. Ngày kia, Kiềm Ngao thấy một người bị đói lâu ngày thất thểu đi trên đường, liền cầm bát cơm, cất giọng khinh khi nói, tên kia, lại đây mà ăn. Nào ngờ, người đó trừng mắt nhìn Kiềm Ngao rồi hiên ngang đáp, cũng bởi không muốn nhận cơm của hạng người có giọng điệu như ngươi, nên ta mới ra nông nỗi này. Nói rồi, người đó bỏ đi. Không lâu sau, người này chết đói. Khi ấy, Kiềm Ngao mới hối hận rằng tuy ông không có ý hại người và một lòng muốn làm chuyện tốt, nhưng chỉ vì sự ngạo mạn đã vô tình động chạm đến lòng tự tôn của người khác. Rốt cuộc, đã khiến chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Không chỉ biến chuyện tốt thành chuyện xấu, ngạo mạn còn là nguyên nhân căn bản khiến người ta thất bại. Có câu rằng, biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng. Người ngạo mạn thường lấy mình làm trung tâm, đã coi thường người xung quanh, lại coi thường cả kẻ đối địch. Hạng Vũ mất thiên hạ, Quan Vũ mất Kinh Châu, đều vì kiêu ngạo không tự biết mình, biết ta mà ra. Ngạo mạn còn có thể sinh ra định kiến. Loại định kiến này rất nguy hiểm, vì nó khiến người ta chỉ tin vào những gì mình có thể trải nghiệm và nhận thức, không thấy thì không tin, cho rằng bản thân đã nắm vững tất cả tri thức trong tay rồi. Thậm chí để bảo vệ cái gọi là quan điểm cá nhân, người ta sẵn sàng bài xích mọi thứ không phù hợp với hiểu biết của họ. Họ dùng tâm mắt hết sức hạn hẹp mà nhìn thế giới, nhưng vẫn tự hào rằng mình có trí tuệ vượt trội mọi người khác, giống như ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta đều biết rằng ma quỷ được nhắc đến trong các tôn giáo phương Tây thực chất đều là những vị thần sa ngã. Nguyên nhân khiến họ sa ngã chính là sự ngạo mạn. Lucifer ban đầu là một vị thần hoàn mỹ bên cạnh Thiên Chúa cũng vì kiêu ngạo, tự đại, chỉ tin vào năng lực của bản thân mà không tuân theo lệnh Thiên Chúa. Cuối cùng, cầm đầu thiên thần nổi dậy làm loạn thiên đường. Khi bị đánh đuổi xuống thế gian, Lucifer ngạo mạn vẫn không biết quay đầu tiếp tục phá hoại nhân loại, khiến bản thân rơi vào địa ngục và trở thành quỷ sa tăng. Trong Phật giáo cũng có một câu chuyện tương tự về Đề Bà Đạt Đa, vốn là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa đã theo Đức Phật nhiều năm, nhưng tâm ngạo mạn không bỏ được, dẫn đến phạm đủ loại tội ác. Vì ngạo mạn mà ông ta thậm chí xem thường cả Đức Phật, tự ý rời khỏi tăng đoàn, học những tà thuật và ma pháp ở nơi khác rồi quay về hãm hại Đức Phật, muốn thay thế Ngài lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật giảng về năm tội đại ác có thể khiến người ta rơi vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa kiêu căng và tàn bạo, không biết sợ là gì, đã phạm đủ cả năm tội này. Vì lẽ đó, mặc dù cũng là người từng theo Đức Phật tu hành, nhưng cuối cùng ông ta không những không đắc thánh quả mà còn rơi vào địa ngục A Tỳ. Có lẽ vì những bài học sâu sắc như vậy mà cả Thiên Chúa giáo và Phật giáo, phương Tây và phương Đông đều xem ngạo mạn như một cội nguồn của các loại tội ác. Thiên Chúa giáo cho rằng 7 cội nguồn tội ác làm nhân loại sa ngã là ngạo mạn, đố kỵ, nóng giận, lười biếng, tham lam, phàm ăn và dâm dục. Còn Kinh Hoa Nghiêm của nhà Phật lại cho rằng 3 chướng ngại lớn nhất của một người tu hành là ngạo mạn, tật đố và tham dục. Điều này cho thấy rằng các tôn giáo chân chính đều xem ngạo mạn là căn nguyên của tội lỗi. Lời kết trong Đạo Đức Kinh giảng rằng thượng thiện nhược thủy, nước có thể làm lợi cho vạn vật mà không cùng vạn vật tranh giành. Người tốt thật sự cũng giống như nước, vậy có thể bao dung tất cả mọi người. Biển cả, vì ở nơi thấp nên mới có thể tiếp nhận dòng chảy của trăm sông, trở thành vua của trăm mạch. Người ta chỉ khi khiêm tốn, lấy thiện đối đãi người khác, tự xếp mình phía sau người khác, không kiêu ngạo tự phụ thì mới khắc chế được bản thân, được mọi người kính trọng.
chỉ khi không mang theo định kiến cá nhân, người ta mới có thể dùng đôi mắt lý trí mà quan sát thế giới, thấy được bản chất của sự vật, đạt được cảnh giới trí tuệ cao siêu, biết mình, biết ta, mà trở nên bất bại. Câu chuyện về sự ngạo mạn trong văn hóa Đông Tây nhấn mạnh rằng kiêu căng tự mãn là nguồn gốc của thất bại và tội lỗi. Ngạo mạn khiến con người coi thường người khác, đánh mất lòng tôn trọng và sự khiêm nhường, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Như kiềm ngao, dù làm việc thiện nhưng thái độ ngạo mạn đã vô tình làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, biến điều tốt thành điều xấu. Hay như Hạng Vũ và Quan Vũ, sự ngạo mạn khiến họ coi thường đối thủ, dẫn đến mất thiên hạ. Ngạo mạn còn sinh ra định kiến, làm con người hạn hẹp trong tư duy, không chấp nhận quan điểm mới. Đây là bài học từ Lucifer và Đề Bà Đạt Đa, những kẻ vì kiêu ngạo mà sa ngã, tự đưa mình vào đường cùng. Người thực sự thông tuệ phải học cách khiêm tốn và bao dung. Lời dạy của Đạo Đức Kinh rằng thượng thiện nhược thủy nhắc nhở ta rằng sự khiêm nhường giống như nước, ở vị trí thấp nhưng có thể tiếp nhận tất cả. Biết mình, biết ta, không ngạo mạn tự phụ, mới có thể trưởng thành, đạt được trí tuệ và sự kính trọng từ người khác. Cổ nhân dạy, người khôn ngoan biết cách giữ im lặng đúng lúc và giấu kín những điều cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn. Hy vọng những bài học hôm nay sẽ giúp bạn sống thấu hiểu và khôn ngoan hơn trong cuộc đời. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ để lan tỏa những giá trị sâu sắc này đến mọi người. Chúc bạn một ngày bình an và tràn đầy năng lượng tích cực.